thắng được thầy Khao Ken. Millie vuốt tóc trên tới. Millie vuốt tóc vẫn chưa tới. Đấy hả anh nhé. Số 12 thắng được thầy Khao Ken. Không cười cho Toa. Rồi là người thua. Ok, 4 bàn thắng. Bàn thắng 2. Thắng được thầy Khao Ken. Ôi, nó chỉ có cực kỳ nó giỏi đấy. Nó giỏi đấy. Ôi bỏ qua nó đi. Rồi, 3, 2, 1. Anh thắng được thầy Khao Ken. Còn ai đâu? San với cả Ken, tính đâu? Nào. Điệp. Thầy chân. Thầy nhìn thấy con không? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa? Cãi thằng ấy. Thế nào rồi? Đập tay. 3, 2, 1 nha. Nhảy phải nhảy đấy nhá. Lên đây đúng rồi. Thắng được thầy Hao Ken. Không bị đâu, không ai bị đâu. Linh bị rồi, cả Việt nữa. Đâu? Anh Việt đây. Ông ná tôi cũng bị. Linh. Tại vì đâu tôi chuyển động. Dạ đi. Con phải để cho một người nhảy, đã phân sức nhịp nhảy. Đấy rồi. Em muốn xin sorry. Cái gì mà tạm rồi? Kinh cái gì? Có các lần làm nhưng thật ra là Anh không biết đâu. Đồ chết bản. Chết bản. Khi bạn đúng là tôi mơ rồi. Đi không nhảy đi. Nhảy đi. Bạn lánh xuôi với mình. Có để nhiều đó là quay lại. Đi anh ạ. Để cho họ nhảy cho quen ấy. Họ không để phòng. Nào, 30 tháng rồi. Hết bài rồi.